Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn theo nghị định 100 của chính phủ. Theo ghi nhận thì đa số người dân đã có ý thức hơn, tuy nhiên thì vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm quy định này. Sau khi kiểm tra máy đo nồng độ cồn cho ra kết quả 0,32mg trên 1 lít khí thở, chiếu theo quy định hiện hành thì người đàn ông này sẽ bị phạt từ 4 đến 5 triệu đồng và phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng. Biết rõ về nghị định 100 của chính phủ, anh vui vẻ ký vào biên bản vi phạm và cho đây là bài học của bản thân về việc tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia. Thì cũng biết là ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì cũng các anh cũng ra quân với lại cái về cái việc mà cái nồng độ cồn nó cũng cao. Nhưng mà thì mình biết như thế này phạt là cũng đúng, để cho giảm nhẹ cái việc mà uống rượu bia và đi xe thì nó cũng rất là nguy hiểm. Thì người vi phạm có rất nhiều lý do đưa ra, ví dụ như là cuối năm có nhiều lễ tiệc, đôi khi có nhiều người nói là uống 1-2 lon bia, nhưng mà chúng tôi chỉ xử lý dựa theo cái căn cứ là phiếu đo được của máy đo nồng độ cồn. Ghi nhận trong những ngày đầu thực hiện công tác kiểm tra xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn theo nghị định 100 tại Đà Nẵng, ngoài một số trường hợp vi phạm thì người dân đã cân nhắc hơn trong việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Cái người mà vi phạm so với trước đây là tương đối là ít. Trước đây kiểm tra khoảng 100 trường hợp thì chúng tôi phát hiện tới 5 đến 7 trường hợp. Nhưng bây giờ kiểm tra khoảng cả 100 trường hợp thì chúng tôi chỉ có phát hiện 1 đến 2 trường hợp. Mình nghĩ đây là một cái chính sách rất là phù hợp, rất là hợp lý của nhà nước để giúp cho cái hạn chế cái tình trạng uống bia uống rượu, thì giúp đảm bảo cái an toàn giao thông và hạn chế được cái tai nạn, hạn chế những cái rủi ro mà không đáng có. Bên cạnh việc kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để giảm thiểu tiến tới chấm dứt các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, lực lượng chức năng cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để luật phòng chống tác hại rượu bia cũng như nghị định 100 của chính phủ đi vào cuộc sống.